Chào mọi người, lại là Mở Ấm đây. Từ cái ngày mà mình mua được cái nồi áp suất điện á các bạn, mình rất là thích làm mấy cái món mà hầm đầy xương nè. Bữa nay thì mình sẽ làm cái món là hoành thánh nấu xương hầm nha các bạn. Mình có mua ở đây là một củ cà rốt và một củ cải trắng. Mục đích mình nấu là để cho nó ngọt nước, tại vì cái này thì ăn nó cũng không ngon cho lắm. Này là mình nấu thêm thôi chứ thực chất thì mình có xương rồi, nó cũng đủ ngọt rồi nha các bạn. Mình vào vỏ và rửa sạch nha. Mình sẽ ăn kèm với lại là xà lách nè. Xà lách bây giờ thì mình sẽ rửa sạch nha. Rau xà lách này nhất định phải rửa thật kỹ nha các bạn. Mình ra chợ thấy có rất là nhiều loại xà lách, nhưng mà cái loại xà lách này là ngon nhất, người ta gọi là xà lách mỡ các bạn. Không biết ở chỗ các bạn thì người ta gọi là xà lách gì. Ở đây mình sẽ có 5.000 giá và hẹ luôn nè. Bây giờ ra mua mình cũng không biết mua như thế nào nữa, nên là mình nói đại người ta là 5.000 giá với hẹ. Đây bây giờ mình sẽ rửa sạch nè, hẹ mình cũng đã cắt khúc. Cà rốt và củ cải trắng thì mình sẽ cắt thành từng khoanh to một tí xíu nha. Tại một tí nữa mình nấu trong nồi áp suất nó sẽ khá là mềm á các bạn. Mình mà cắt mỏng quá thì nó sẽ bị rụt ra. Các nguyên liệu mình đã làm xong thì bây giờ sử dụng cái nồi áp suất thần thánh của mình thôi. Mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào nồi nè, bao gồm cà rốt, củ cải trắng, xương. Ở đây là 1 ký, mình mua với giá là 90.000 nha các bạn. Các bạn cân nhắc nếu gia đình mình đông hơn thì có thể mua nhiều hơn ha. Ở đây mình sẽ sử dụng 2 lít nước do mình nấu 2 tô dành cho 2 người ăn á các bạn. Nếu mà các bạn gia đình đông hơn thì mình có thể nấu nhiều hơn ha. Mình sẽ cắm điện và nấu trong vòng 30 phút. Nếu mà các bạn không có nồi áp suất điện thì mình có thể nấu bằng nồi bình thường cũng không sao ha. Mình có hoành thánh tôm thịt nè, cái này là loại mình mua làm sẵn nha các bạn. Do mình chưa có đủ khéo tay để làm món này nên mình mua đồ làm sẵn về rã đông và chỉ việc dùng thôi. Sau 30 phút thì nồi xương hầm của mình nó đã chín rồi các bạn. Giờ mình sẽ lấy các phần xương ra để một bên nè. Để khi nào mà mình dùng thì mình sẽ cho xương vào tô hen. Còn cái phần nước lèo thì mình sẽ cho sang một cái nồi khác. Mình sẽ bắt lên bếp và đun sôi lại để mình tiến hành nêm nếm. Do ban nãy thì mình không có bỏ gia vị nha các bạn. Mình đợi cho phần nước lèo của mình sôi trở lại thì mình sẽ nêm nếm nha. Ở đây mình sẽ sử dụng đường, muối và bột ngọt. Các bạn nêm cho vừa khẩu vị của gia đình mình là được nha. Như vậy là cái phần nước dùng của mình đã xong. Đối với phần hoành thánh mình sẽ cho một nồi nước lên nè để mình trụng sơ nó lại. Ở đây hoành thánh của mình đã rã đông rồi, mình đếm được khoảng 24 cục các bạn, đủ cho một tô nên là mình đã mua 2 gói dành cho 2 người. Khi mà nước của mình sôi rồi thì mình sẽ trụng sơ vào hoành thánh cho nó chín các bạn. Các bạn để ý mình trụng đến khi nào mà cái phần bột nó chuyển sang màu trong suốt thì cái cục hoành thánh của mình đã chín rồi nè. Mình sẽ vớt ra mình để nguội nha, và khi mình dùng thì mình sẽ chỉ việc cho vào tô nữa thôi. Do mình ăn liền nên là mình sẽ chuẩn bị luôn một cái tô như vậy cho tất cả các rau, giá, hẹ và cho cái phần hoành thánh vừa trụng vào nè các bạn. Cho cả phần xương vào nữa nha. Ở đây mình sẽ có hành lá cho nó thơm nè. Đối với phần nước dùng nếu mà nó nguội thì các bạn nhớ hâm lại cho nóng rồi hãy chế vào nha. Ở đây phần nước dùng của mình nó còn nóng đó, bây giờ mình sẽ cho vào tô luôn nè. Các bạn nào mà thích có tiêu ớt hoặc là tương ớt thì mình có thể nêm vào tùy thích nha. Vậy là mình đã chia sẻ cùng mọi người một món ăn trong gia đình của mình. Hy vọng mọi người sẽ thích. Nhớ like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh giúp mình nha.